Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay LD Digital xin hướng dẫn các bạn cách đổi tên Wi-Fi và đổi mật khẩu Wi-Fi của bộ phát Huawei P310 hỗ trợ 32 thiết bị và một cổng LAN. Cái nắp này hơi chặt. Ok, chúng ta sẽ tiến hành lắp anten. Đây chính là khay lắp SIM. Ta sẽ cấp nguồn cho thiết bị. Thì là thiết bị sử dụng điện 220V qua adapter hoặc điện 12V. Cho chút đây, thiết bị đang hoạt động. Các bạn chờ chút cho thiết bị hoạt động. Khi nào mà tất cả các đèn nó sáng lên thì là thiết bị đã hoạt động thành công. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổi tên Wi-Fi bởi mật khẩu thiết bị. Thì đầu tiên là chúng ta phải kết nối đến Wi-Fi của thiết bị đó đang phát ra. Thì các bạn lưu ý bên dưới đáy là nó sẽ có một cái tem. Thì cái dòng SSID này, thì dòng thứ hai này chính là dòng tên Wi-Fi mặc định của thiết bị. Và cái dòng WLAN-K này chính là cái dòng mật khẩu Wi-Fi mặc định của thiết bị. Thì tôi sẽ tiến hành tìm tên Wi-Fi của thiết bị. Đây, nó chính là Huawei P310 đây. Đây, và tôi sẽ nhập mật khẩu. Thì các bạn lưu ý là mật khẩu nó sẽ gồm cả chữ và cả số. Và viết hoa thì các bạn phải viết hoa. Đây sẽ là MITD0T8282AFT. Đây, tôi sẽ kết nối. Đây, vậy là tôi đã kết nối thành công đến tên Wi-Fi, kết nối thành công với bộ phát Huawei P310. Và chúng ta sẽ tiến hành test thử xem đã có mạng chưa nhé. Tôi sẽ dùng speed test. Ok. Ok. Vậy là đã có mạng rồi. Thì các bạn lưu ý là speed test này nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Thì có thể sẽ có những khu vực sóng nó sẽ khỏe hơn hoặc là sóng nó sẽ yếu hơn. Thì tùy vào từng khu vực. Đây là đây, chỗ này của tôi nó lên được khoảng gần 40 m. Ok. Rồi, ok. Vậy là đã có mạng rồi, đã test ok có mạng. Giờ chúng ta tiến hành đổi tên Wi-Fi và đổi mật khẩu mặc định của bộ phát đi. Thì tôi sẽ mở trình duyệt web lên. Và ở đây tôi sẽ đánh địa chỉ IP là 192. Đây, địa chỉ IP mặc định này, nó sẽ ghi ở dòng đầu tiên đây bạn. Đó. 192.168.8.1.168.8.1. Tiến hành. Ok, đây thì đây là đang ở cái giao diện mobile. Thì chúng ta sẽ chuyển sang giao diện web. Thì chữ này bạn để các bạn lưu ý là dưới bên dưới cùng là nó sẽ có một cái chữ dòng chữ màu xanh rất là nhỏ, web page đấy. Page chúng ta gọi vào đây, web page. Chúng ta sẽ đây nó đang bắt đầu nó loát lên giao diện web rồi. Thì đây là nó đang hỏi user và user mặc định và pass mặc định để đăng nhập. Thì user mặc định là admin và pass cũng là thẻ admin. Tôi login vào. Ok. Đây nó hỏi là mình có đổi tên Wi-Fi và đổi mật khẩu mặc định của nó không. Thì chúng ta bỏ qua đi. Letter là bỏ qua. Xong.
thì đã tôi đã đăng nhập được vào cái giao diện quản lý của bộ phát, thì chúng ta sẽ tìm đến ô setting. Đây, đây nó đang ở mục setting đây. Chúng ta sẽ tìm đến cái thanh menu, ở cái thanh menu bên phải đây, thì chúng ta sẽ tìm đến cái mục của WLAN, thì ta tích vào đây. Nó sẽ sổ xuống một hàng những cái thanh menu bên đấy, thì ta sẽ chọn cái dòng đầu tiên là dòng WLAN basic setting. Rồi, ok, đây các bạn lấy nó đã load lên cái giao diện quản lý của nó. Thì đây, ở đây các bạn lưu ý là đây chính là cái mục đầu tiên, chính là cái mục SSID này. Cái mục SSID này chính là tên wifi của thiết bị, thì ta có thể sẽ đổi theo cái tên wifi mà chúng ta muốn. Đây tôi sẽ đổi là LDigital. Rồi, và cái dòng bên dưới này, cái dòng WPA này chính là cái dòng mật khẩu wifi mặc định của thiết bị. Đây chỗ này ta ấn vào chữ show password lên cho nó hiện password đây. Đấy, ok, tôi xóa mật khẩu cũ đi, tôi đánh mật khẩu mới 1 2 4 5 6 7 8 9. Rồi, ok, sau đó ta ấn apply. Rồi, ok, bây giờ là thiết bị nó đang khởi động lại và nó sẽ đổi tên wifi và đổi mật khẩu mới, thì chúng ta sẽ tiếp tục quay ra giao diện wifi của điện thoại. Ok, chờ một chút. Đây, tên wifi và mật khẩu tôi đã đổi thành công, thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối vào bằng tên wifi mới và mật khẩu mới. Ok, đây là tôi đã làm sẵn rồi, thì nó đã lưu sẵn tên. Đây, tôi quên các bạn là đi đã, quên đi. Rồi, tôi sẽ đặt lại như lại có thể lại. Ok. Ok, tôi sẽ nhập mật khẩu mới 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, kết nối thành công. Đã có mạng bình thường. Ok, vậy là chúng ta đã tiến hành đổi mật khẩu wifi và mật khẩu đổi tên wifi và đổi mật khẩu của thiết bị Huawei B310 thành công. Xin chúc bạn thành công. Cảm ơn tất cả các bạn.